Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, sáng nay tại hội trường câu lạc bộ hưu trí đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiếp xúc hơn 100 cử tri là cán bộ nghỉ hưu để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội với 20 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 3 lượt phát biểu tại hội trường tham gia chất vấn trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và gửi một văn bản đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính kịp thời xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri thành phố. Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước thành công của kỳ họp.